hợp luôn là đã vậy. Em đứng đó stand by luôn, hỗ trợ bạn luôn, đâu nhận được món quà. Hello, chào em. Em hãy tự giới thiệu em là ai cho mấy ngàn con người dưới kia biết. Xin chào anh Quy và tất cả các mọi người. Em tên là Nguyễn Thắng, sinh viên năm 3 của khoa du lịch trường Hồng Lan. Em hâm mộ anh Quy rất là lâu rồi, từ lúc mà em học còn học lớp 5 mà. Hôm nay gặp anh ở đây thì em rất là vui. Em ôm anh. Cảm ơn tình yêu thương của em. Dạ. Để cho thay đổi một tí xíu thì em xin rap một đoạn trong mặt em của anh. Ngày hôm nay sao hoa rơi khi ta buông đôi chân mềm, giọt đèn lay khắp buông đai dòng lệ tuôn tan chơi thềm. Ta thấy buồn một ngày nữa như hôm nay, tại sao khác buồn vì ngọn lửa đang cháy dậy khi em qua. Yeah. Anh còn nhớ như ta lần đầu gặp đó, anh sẽ chiếu đi khắp buông đai, không có cao không có thấp, hơi thở nhẹ và không gấp, anh nghe được con tim đen đặc nó bình an ngọc hoàng. Tiếng sáo ru mùa thu là muôn bông hoa. Buông hạt sương, tiếng sáo ru mùa thu để anh yêu em. Còn em thì sao, em sẽ thể hiện đoạn hát nào ạ? Thì mình là Nguyễn Minh Thanh, mình đến từ khoa tâm lý học. Em muốn rap bài nào cũng được đúng không? Ok. Mình là có biết không? Không, bây giờ mình rap chay thôi. Tại vì em thực sự là em cũng thích nghe nhạc của Bobby và Sâm Gan. Bài để
gửi cho mọi người một đoạn rap mà em nghĩ từ đầu đến giờ. Dạ không có hơi vui mọi người ơi. Sự nhút nhát là tôi bỏ qua cơ hội. Sự nhút nhát làm tôi lãng phí thời gian trôi. Sự nhút nhát nó đã cản bước chân tôi. Vứt bỏ sự nhút nhát tôi đổi đi khác và theo đuổi giấc mơ thôi. Và hôm nay tôi đứng ở đây, lời cảm ơn MC này ấy. Nghe tiếng kêu hò, nghe tiếng vỗ tay, on my way. On grab to you, you say with the mic. TCO man, không bao giờ từ bỏ, mở ra con đường nở hoa. Nên mới được hát từ nhỏ, TCO em, giấc mơ đó không còn xa. Khẳng định bản thân tay như bài hay thì ngưng nha. TCO em, tự hào là con vất lai. Tại nó lên sang trang, bản thân phải tự ra chiếc bay. Từ tiên đối mặt với nó thì nó không được phép được hành. Từ tiên đối bản thân, từ bước một chặng đến bên quay. Ok, keep on. Còn em hai bạn, mình thấy hai bạn rất là quen. Nãy giờ là kèo nào cũng có mặt. Bây giờ chúng ta cần bùng nổ. Các bạn có dám bước vào thử thách này không? Chỉ còn hai slot cuối cùng thôi. Em xin phép được chào anh Duy và chị Julie và chào tất cả mọi người. Điều đầu tiên cho các em được nói một xíu là em muốn xin lỗi vì lúc nãy em đã đứng đây giành được cái phần quà là em cảm thấy rất là xin lỗi về vấn đề đó. Ok, bạn câu hỏi giao lưu nha.
Ok. Đố mọi người, tại sao Hoa Quy cười? Rồi câu hỏi khó gì mà cũng biết nữa hả? Tại sao Hoa Quy cười? Im lặng nha. Ok, áo trắng. Mấy cái này là chị trả lời thôi, chứ chưa phải là được chọn đâu. Nè, tại sao Hoa Quy cười? Là thứ ăn là vui ạ. Tại sao Quy cười? Em nghĩ bây giờ sai. Anh Quy Quy, em nghĩ là anh cần tiếp cận gần hơn đến các bạn ở xa. Những người chạy xa hỏi ai ở đâu thì ở y tế, ai ở đâu thì ở okay. Y tế. Tại sao Quy Quy cười? Là một là do chị hơi đẹp, hai là do hồi nãy anh Âu có nói là mỗi lần anh Âu nhìn thấy anh là anh Âu đường hai người đều cười. Em nghĩ là vừa không cảnh đó vừa có bạn hơn và có người đẹp. Sai. Sai luôn. Sao sai vậy anh? Sai. Cái này nhanh à? Tại sao? Dạ thưa anh là tại vì người chụp hình ác cười. Đúng rồi. Sai. Em đã thử. Bây giờ là do anh ngại em. Sai. Tại sao? Là do anh đi đời. Sai, chưa quá. Không tại sao hết. Trời bé. Câu hỏi hóc búa nhất trong đời, tại sao anh cười? Tại sao anh không biết thôi? Anh phải khuyên anh thôi. Sai. 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 Sai, nó nói rồi. Sai, nãy giờ nó nói rồi mà. Sai. Sai luôn. Tại sao? Đã không nói được. Sai. Chốt luôn con Quy ơi. Mẹ đi qua. Chúng mừng hả? Dạ, xin mời cô.